À, xin chào anh em ha. Anh bán hai cái máy các bạn. Với lại có bộ AG mình quay cho anh em coi. Đầu tiên là cây 141 bằng 18V nha. Con này mình bán giá là 1 triệu 850. Mã số 1. Hôm nay ngày 2 tháng 12. Con này 1 triệu 950. Thì mấy con này cho bạn coi ngoại hình trước đi, cũng tương đối á, tem còn đẹp nè, cao su thì cũng liền lẹt, chữ thôi cũng còn rõ, thì cái đầu bạc nó hơi tróc một tí thôi. Những con đẹp mà long lanh hơn con này thì mình bán tầm 2 triệu lẻ ha, như cỡ 2 triệu mốt. Đầu đồ mấy con này không có rơ bạn, búa đồ này là mạnh. Thì con này ruột nó cũng khá đẹp. Con này thì mình mở ra sẵn cho bạn coi rồi, còn con này thì chụp hình lại rồi. À, con này cũng đẹp, thì nó dính keo thôi, về các bạn vệ sinh lại nên mình bán rẻ hơn tí á. Nè, cạo là nó ra liền, nè, dính keo miếng này nè ha. Thì những con hai con này mình nó bị cháy cuộn, mình quấn lại nha các bạn. 1 triệu 850 bao ship thân máy. Đó, cuộn nó không có xét đâu, tại do mình nhúng cái lớp vẹt ni để nó sau này nó chống xét á, rồi mình bóc cái tay vô nó đen vậy thôi. À, lỗi sắt đẹp, dây mới quấn lại. À, từ thì hiện trạng giống cỡ này nè, đó nó bị tróc cái lớp sơn bóng bóng vậy thôi chứ không có đen, không có xét. Nhông rồi mình ok, cái đầu này đánh là đẹp nhưng mà không có gì hết, mạch không sửa chữa, nguyên keo á, cái này cái dấu bụi thôi. Mạch con này nó mạnh lắm, bao đốt luôn, đốt cái cuộn luôn, nó cháy luôn. Nó cái này nó cháy cuộn, nó đốt luôn cái đường đồng này đó bạn, hàng đó nha, đường đồng thôi. Dẫn điện đâu có gì hết. Chiều 850 thôi. Lâu lâu ngất lấy mấy cái này làm cực lắm, dọn nhiều lúc đắm đuối á. Cái dòng này của Nhật nó ra đời lâu lắm rồi mà nó vẫn thịnh tới bây giờ, vẫn còn sản xuất ha. Và bây giờ thì hàng bãi nó không có hot, cái dòng này nó không hot như đó nữa, nhưng mà cây này nó vẫn còn cái giá trị của nó. Là các bạn xài cây này ở nhà thì các bạn có thể vừa khoan vừa bắt vít, làm đủ thứ hết, thiếu con ốc. Cho nên lấy sao đi, con này nó bị gì nó bít cái đầu dặn vô khó mở ra lắm. Thì nhiều, lấy con này dặn trước tại phần đầu nó quan trọng. Đây ngoại hình của em nó, quay nhẹ nhàng là xây tới xây lui ha. Chuyển ngay cốc cốc rồi mà ha, đúng vị trí ha. Chỗ này nó hơi nặng mà. Đó. Chuyển qua số nhanh nó tự đẩy, thì chuyển qua chế độ khoan vít búa là nó tự động nó về số nhanh. Test chức năng để cho các bạn nghe tiếng nhông rồi chạy. Điều tốc phù mượt mà ha. Bắn xịt bụi đây là luôn kìa. Chế độ bắn chích này mình không có trả về số 1 rồi nha bạn, còn chế độ này thì được ha. Mình thử búa cho bạn nè. Ha.
chế độ khoan thường thấy nó không vô mình dặn ha, mình nhích nhích tới nhích lui cho nó nhẹ mà vô đúng vị trí ha. Đó đúng rồi nè, này là chế độ khoan thôi, vậy dít ngắt lực nè, đang full nữa ha, số 1 nè, số 2 nè thì nó sẽ ngắt nha ha. Đó quá nó ngắt 9 cấp với một cấp không ngắt, một cấp full nè. Con này chịu 850 nữa mà bao ship luôn. Tùy đợt mà mình lấy mà giá nó trên lệch nhau 100 đến 200 ngàn, rồi tùy máy đẹp xấu nữa ha. Con này có hai cây này chịu 950, con này cũng vậy. Test chế độ dít búa thôi ha. Dít búa cũng có chỉnh đó nha bạn nè. Chế độ khoan búa, chế độ khoan này dít full lực, test cắt lực. Đang cấp 3 đó, chỉnh lên full ha cho bạn ha. Test tốc độ chậm, test tốc độ chậm là chủ yếu để coi nhông rồi nó chạy ok mà ha, nhưng không có vấn đề gì hết đó. Qua đây tự nó đá lên ha. Đó bạn dặn lừa lừa đúng khớp đó mà ha. Đó lố mình dặn lố mình trả lại, chứ đừng để lưng lưng về bấm nha bạn. Còn có bấm gì mình nhấp nhẹ chứ cái hả, mình nhấp nhẹ nè, nó nhấp nhẹ vậy nè rồi nó vô mình hết rồi, bắt đầu ấy qua số mình nên nhấp nhẹ cái ha. Rồi là xài không có hư đâu mà bền, hai con đều 90 á. Cái con này thì cái ruột nó nhìn có thể là nó sáng hơn chút theo mày. Hai con là cái sắt không có xét, tại mình thấy việc ly lên nó cho chống xét thôi, nó như lúc mình quấn dây á mình làm luôn đó, chứ nó không có xét gì đâu. Đây con này nè, con này mình tháo ra mình chụp ruột nó nè hả, cũng vậy thôi. Cuộn này thì nó nhìn nó sáng hơn, tại vì mình cầm mình lúc mình làm á mình cầm bằng cái nồi dẻ, còn kia mình cầm tay rồi mình kinh nghiệm cầm nồi dẻ để cho nó sạch đẹp chứ không gì hết. Đó nè, con mạnh thì như nhau ha. Mấy con này cũng mít xài mà nhược điểm của nó chân cũng không có mòn nữa không. Này này, hình đầu thì không có rơ đâu, mấy con này không có rơ mà, tại vì cái dòng này á nó xài bạc đạn đây rồi nó định vị nguyên cái bạc dài trong, nó không có rơ. Nhìn nó phức tạp là do cái hộp số đó thôi, nó nhiều chức năng quá tạp. Hai bán hai mã mà. mới mua cái máy rigid nữa mà, rigid hàng Trung Quốc xuất qua Mỹ. Thì cái này dễ chịu, có hai chân cộng trừ, mình kẹp nguồn nó cũng chạy mà đút pin cũng chạy. Nó xài chung pin với AG các bạn. Mình nhìn cái thang máy Rigid nè, Ryobi nè, AG nó giống giống nhau rồi ha. Giống giống thôi. Con này cực kỳ nhỏ luôn ha. Nhỏ hơn cả cái con Zip Bana 10.8 nữa. Nhỏ hơn cả con Zip Bana 10.8 nữa các bạn nhìn nè. Mình thấy nó nhỏ mình nó đó, nhưng mà nó cái nhược điểm của nó là cái pin nó hơi dài, tại nó pin 18 thôi. Dòng này nhỏ cũng khủng luôn nha. Từ đầu tới đuôi là có một tấc 19 nè. Chưa được tấc 2 nữa. Và cái này xài mũi vít là chuẩn Mỹ, có thể chuẩn Mỹ. Những như hai ngấn vậy thì vô nè. Vô. Nhật vô, nhật chắc đó cũng vô, đón ở nhà chưa biết, cũng là không vô, không vô các bạn. Cái này mình mua xài, mua mấy chơi, con này mình mua triệu mấy nữa. Nó đang dễ, không biết là các bạn mua có giá thơm hơn mình không, là rút led nè, siêu nhỏ. Cái này mình có một pin AG cái vỏ không bạn, hư mạch rồi. Mình cắt ra luôn, mình đóng
mạch adapter vô đây luôn, mình lấy lại chân cộng trừ mình xài thôi, mất báo pin này. Bịch đập nghe cũng khá đã nha, mình đứng hơi gần. Đó, dữ mà. Con này mình thấy dòng không tải nãy mình test rồi, có 2A. Nó nhẹ hơn mấy con 137, 148 của Makita mà. Mà nó yếu hơn. Thành ra lực ta lực đập thì cũng khá mạnh đó, mình chưa ra thông số nhưng mà mình thấy cái motor này nhỏ quá. Còn cái đèn này giữ lâu lắm rồi. AG hả, xài chung bộ luôn. LED đúng chuẩn là có 4 nhân LED à, 15W mà cực kỳ sáng mà. 4 nhân nhỏ như cộng tâm mà siêu sáng luôn. Thì cái pin này mình sẽ làm cái adapter ở đây xài. Nó vô vậy. Cái này từ sắt cái gì để bên mở ra bạn coi thấy mở chưa? Mở một con thôi. Mở cái nắp đuôi thôi. Không biết mấy cái shop bán lẻ như không biết mà người ta